Hi, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình đã đổi cái tiệm mới. Nói chung là ở bên kia thì làm cũng được, nhưng mà nhiều khi mà khách đâu vô mà đông quá là không có chỗ làm nữa. Với lại liên quan tới chủ nhà các kiểu, cho nên là mình cũng không thích lắm. Thế nên mình qua đây mình thuê một cái mặt bằng lớn hơn. Cái này ở quận 11. Cái tiệm mới của mình là số 41 Đội Cung nhá. Phường 11. Phường mấy mới nhở? Phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái mặt bằng này rộng hơn bên kia chắc cũng phải nhiều á. Thì mai mốt thì mình, cái này là mình mới chuyển qua thôi, cho nên là mai mốt là cái chỗ này mình sẽ sắp xếp lại. Cái chỗ này mình sẽ làm một cái bàn dyno mình đặt đây. Rồi là cái máy là mình sẽ dời đi. Hai cái này mình sẽ dời cho gọn lại, để cái chỗ sửa xe rộng hơn. Rồi, mấy cái này mai mình phải sắp xếp lại thêm. Cái chỗ này thì cũng khá là dơ, mai phải lau lại hết nữa. Nhưng mà được cái là ở đây nó rộng, ở trên kia có gác ngủ luôn, ở lại thì có tiệm luôn. Đây là các thành viên mà hôm nay đã giúp mình làm cái cửa tiệm này. Rồi, bàn. Nói chung là hôm nay là khiêng máy móc cái thứ lên xuống thì cũng hết sức rồi. Giờ làm tới giờ này là chỉ có nghỉ thôi, không làm nữa. Cho nên là cái tiệm này mình làm lại chắc phải tầm khoảng 3-4 ngày nữa thì mới hoàn tất. Chắc có một tuần nữa mình mới khai trương lại. Với lại có những cái bạn mà đang đặt hàng bên mình mà mình chưa gửi được ấy thì thông cảm nha, tại vì đồ mình đang rối lung tung hết, mình chả biết đồ nó nằm đâu cơ, mai phải sắp xếp lại. Xong rồi mình sẽ thấy hàng rồi mình sẽ liên hệ lại rồi mình sẽ gửi đi cho các bạn nha. Rồi, đây nhớt. Cái tủ này cũng đang gọi là kỹ sư thiết kế để ở đây mà thấy mình cũng thấy không đúng mấy, nên mai phải chuyển đi tôi luôn. Rồi, còn cái này. Kệ nhớt, mai mình cũng lấy thêm nhớt về để mình thay thế cho khách nha. Rồi còn cái này cũng phải sơn lại luôn. Sơn màu khác, màu đỏ cho nó đẹp. Cái này thì đường lớn. Cái này là không phải là cũng giống như kiểu này hẻm vậy, nhưng mà không có sẹc nha. Để mai mốt các bạn có định vị 41 Đội Cung, phường 11, quận 11 nó sẽ ra luôn, chứ nó không có bị lạc đi đâu hết. Rồi, cái chỗ này thì dựng xe rồi là tiện. Mai phải hàn thêm mấy cái chỗ mà để cho xe lên nữa. Cái này nó có bậc thềm. Rồi. Thì cái tiệm của mình bên kia thì mình đã nghỉ rồi nha, cho nên là nếu ví dụ mà các bạn coi được cái này của mình thì nếu có các ủng hộ mình thì tìm tới số 41 Đội Cung nha. Trong vòng ngày 25 tháng 4 là mình sẽ khai trương lại nha. Rồi, để mai mốt mình làm xong xuôi rồi mình sẽ làm một clip mới để mình đăng lên mình khoe cái tiệm mình. Rồi, chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày tốt lành.